nay ta đến đề số 3. Phần 1 là trắc nghiệm. Câu số 1. Ở đây chúng ta thực hiện phép nhân một đơn thức với một đa thức. Và cũng giống như ở các đề trước, em cũng thực hiện cái phép tính này ra bên ngoài giấy nháp. Các em lấy cái đơn thức ở bên ngoài dấu ngoặc nhân với từng hạng tử của đa thức ở bên trong dấu ngoặc này, và chúng ta cộng kết quả lại. Đầu tiên ở đây là dấu trừ, đây là dấu cộng, thì kết quả ở đây sẽ mang dấu trừ. Và bây giờ chúng ta sẽ nhân. Ở đây là hệ số 2, thì em đặt xuống x nhân với x là x mũ 2, còn y chúng ta viết xuống. Tiếp theo, chỗ này là dấu trừ, đây là dấu trừ, như vậy là âm nhân với âm, kết quả sẽ mang dấu cộng. Ở đây là hệ số là 5/4, và đây là x nhân với x là x bình phương, y nhân với y là y bình phương. Đến hạng tử cuối cùng, đây là dấu trừ và nhân với đây là dấu cộng, thì kết quả mang dấu trừ. Hệ số là 4/3, các em viết xuống đây. Ở đây là x mũ 3 nhân với x, chúng ta được x mũ 4, còn đây là y thì chúng ta viết xuống. Và sau khi nhân xong, em đối chiếu cái phép tính mà chúng ta vừa thực hiện ra giấy nháp với bốn cái phương án của câu hỏi này đưa ra, em thấy nó trùng với đáp án B. Và trong câu 1 này chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án B. Tay đến câu số 2. Ở đây chúng ta có một khai triển hàng đẳng thức bình phương của một tổng A cộng B tất cả bình phương, trong đó A đóng vai trò là 3x, B đóng vai trò là 4y. Vậy thì em thực hiện cái khai triển này ra bên ngoài giấy nháp. A cộng B tất cả bình phương thì bằng A bình phương, tức là đóng mở ngoặc 3x tất cả bình phương cộng với 2 nhân với A là nhân 3x, và nhân với B là nhân với 4y, cộng với B bình phương, tức là cộng với 4y đóng mở ngoặc tất cả bình phương. Trong quá trình khai triển hàng đẳng thức thì em lưu ý A là bằng 3x, B là bằng 4y. Và như vậy những cái chỗ nào mà nó có cái dấu mũ này này, những cái chỗ nào mà có số mũ thì em phải đóng mở ngoặc vào. Nếu ở đây mà em không có dấu ngoặc, tức là chúng ta bị sai ngay từ cái bước thực hiện ra giấy nháp này, các em lưu ý. Bây giờ các em tính toán cho nó gọn đi. Ở đây 3x đóng mở ngoặc bình phương thì ở đây là 3 bình phương là 9, và x bình phương chúng ta ghi xuống đây, tức là 3x đóng mở ngoặc bình phương thì bằng 9x bình phương. Ở giữa này chúng ta nhân vào, 2 nhân 3 là 6, nhân với 4 là 24, x nhân với y. Ở đây 4y đóng mở ngoặc tất cả bình phương thì bằng là 16y bình phương. Và em đối chiếu với bốn cái phương án của câu hỏi đưa ra, em thấy chúng ta vừa thực hiện ra giấy nháp thì kết quả nó trùng với đáp án C. Ở câu 2 này chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án C. Bây giờ ta đến câu số 3. Ở câu này cho như sau. Có hai bạn học sinh làm phép tính. Bạn Mai thì bạn nên viết là x bình phương trừ đi 6x cộng 9. Nó chính là hàng đẳng thức bình phương của một hiệu x trừ 3 tất cả bình phương. Còn một bạn thứ hai là bạn Hà thì bạn ấy viết đó là x bình trừ 6x cộng 9. Nó là hàng đẳng thức bình phương của một hiệu là 3 trừ x tất cả bình phương. Vậy thì ở bốn cái phương án câu hỏi đưa ra như sau. Phương án A là bạn Mai viết sai, bạn Hà viết đúng. Phương án B, bạn Mai viết đúng, bạn Hà viết sai. Phương án C, cả Mai và Hà đều đúng. Còn phương án D là cả hai bạn đều viết sai. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn ra đâu là phương án đúng trong bốn phương án này. Thì trước hết các em sẽ thấy cả bạn Mai và bạn Hà đều viết chung một cái đa thức trở về hàng đẳng thức, đó là đều là một cái đa thức x bình trừ 6x cộng 9 giống nhau. Cho nên các em thấy cái đa thức x bình trừ 6x cộng 9 này chúng ta thực hiện ra giấy nháp thì nó chính là hàng đẳng thức bình phương của vật hiệu A trừ B tất cả bình phương, trong đó A đóng vai trò là x, còn B đóng vai trò là số 3 bởi vì là 9 bình phương. 9 này chúng ta viết thành 3 bình phương. Và đây là hàng đẳng thức x trừ 3 tất cả bình phương. Và khi các em học về hàng đẳng thức, học về lũy thừa có số mũ là số chẵn,
chúng ta đã có một cái chú ý. Đó là khi chúng ta có một biểu thức là A trừ B tất cả bình phương, cái mũ của nó ở đây là mũ chẵn, thì chúng ta được quyền viết thành B trừ A tất cả bình phương, kết quả của phép tính không thay đổi. Tức là hai biểu thức đối nhau, nếu như nó có chung một cái mũ chẵn thì giá trị của nó bằng nhau. Như vậy ở đây áp dụng cái quy tắc bên dưới này, thì x trừ 3 tất cả mũ 2, đây là mũ chẵn, chúng ta sẽ viết thành 3 trừ x tất cả mũ 2, kết quả phép tính không thay đổi. Chính vì thế em nhìn vào cả hai cái phương án của bạn Mai, bạn Hà, em thấy này, cả hai bạn đều viết đúng. Vì vậy ở trong câu số 3 này, đáp án đúng chính là đáp án C. Ta khẳng định cả bạn Mai và bạn Hà đều đúng. Bây giờ ta đến câu số 4. Hãy điền vào chỗ có ghi 1 và ghi 2 để chúng ta có hàng đẳng thức đúng. Ở đây chúng ta có một hàng đẳng thức, nhưng mà chúng ta còn thiếu cái chỗ 3 chấm đầu tiên ghi là số 1. Chỗ 3 chấm thứ 2 ghi là số 2. Chúng ta phải điền vào đây hai biểu thức để chúng ta có ở đây chính là một hàng đẳng thức đúng. Thì ở đây câu hỏi đưa ra chúng ta 4 phương án A, B, C, D. Trước hết là muốn biết được đâu là phương án đúng thì các em sẽ thực hiện cái điều này ra bên ngoài giấy nháp. Điều đầu tiên là em nhận dạng như sau. Vế bên trái của cái đẳng thức mà đề bài cho nó có 3 hạng tử. Vế bên phải của cái đẳng thức mà đề bài cho có 2 hạng tử. Ở bên ngoài có cái mũ, đó là mũ 2. Và đây bên tay trái này chúng ta thấy dấu đằng trước của các hạng tử đều là dấu cộng. Chính vì thế nó giúp cho chúng ta đoán, vậy thì hàng đẳng thức chúng ta đang có nó chính là hàng đẳng thức bình phương của một tổng. Khi các em muốn khôi phục hàng đẳng thức bình phương của một tổng, điều quan trọng nhất là em phải đi xác định được đâu là biểu thức thứ nhất, đâu là biểu thức thứ hai. Tức là A cộng B tất cả bình phương, em phải xác định được A là bao nhiêu và B là bao nhiêu. Thì đầu tiên em sẽ căn cứ vào những cái dữ kiện của đề bài cho. Cái chỗ này người ta viết là x bình phương, tức là ở bên dưới cái số mũ 2 này chúng ta có A bằng x. Như vậy thì ở đây cái vị trí số 2 này nó tương ứng với hàng đẳng thức chính là A cộng B tất cả bình phương. Như vậy ở đây chính là A. Như vậy chúng ta điền vào đây là x. Ta đã điền được ý đầu tiên là cái vị trí số 2 ta điền là x. Còn cái vị trí số 1 này thì theo như hàng đẳng thức nó chính là B bình phương. Vậy thì chúng ta lấy B ở đâu? B chúng ta lấy ở trong đây, cái chỗ này cộng với 2y. Như vậy B bằng 2y. Thì ở đây chỗ này sẽ là B bình phương, tức là đóng mở ngoặc 2y tất cả bình phương, và chúng ta mở dấu ngoặc ra nó thành là 4y bình phương. Như vậy nói tóm lại, vị trí số 1 chúng ta điền vào đây là 4y bình phương. Vị trí số 2 ta điền vào đây là x. Và em đọc các phương án của câu hỏi đưa ra, nó trùng với phương án A. Vị trí số 1 là 4y bình, vị trí số 2 là x. Và trong câu này chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án A. Bây giờ ta đến câu số 5. Thu gọn biểu thức này, chúng ta được kết quả nào trong 4 kết quả bên dưới? Đầu tiên em nhận thấy cái biểu thức của đề bài cho này nó chính là một hàng đẳng thức, đây là tổng nhân với bình phương thiếu của hiệu hai biểu thức. Nó chính là cái dạng như thế này: A cộng B nhân A bình trừ AB cộng B bình phương. Như vậy đây chính là hàng đẳng thức tổng của hai lập phương, trong đó A đóng vai trò là x, còn B đóng vai trò là số 2. Như vậy áp dụng hàng đẳng thức thì chúng ta sẽ có cái biểu thức này, nó sẽ bằng là x mũ 3 cộng với 2 mũ 3, A mũ 3 cộng B mũ 3. 2 mũ 3 thì bằng 8. Như vậy chúng ta có đáp số là x mũ 3 cộng với 8. Và đối chiếu với 4 phương án của câu hỏi này, nó trùng với phương án A. Trong câu 5 là chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án A. Tiếp tục ta đến câu 6. Kết quả của phép tính này là bao nhiêu?
Ở đây chúng ta có một phép tính, đây là phép chia hai đơn thức. Khi chia hai đơn thức thì chúng ta lấy phần hệ số ta chia cho nhau và phần biến giống nhau chúng ta chia cho nhau. Và ở đây em sẽ thực hiện như sau. Ra thế nháp này, 1 phần 2 em chia cho 3 phần 2, chúng ta được là 1 phần 3. A mũ 3 em chia cho A mũ 2, ta được là A. B mũ 4 chia cho B, em được là B mũ 3. C mũ 5 chia C mũ 5, ta được là 1. Thì cái số 1 thì chúng ta không cần phải ghi, chúng ta chỉ ghi là 1 phần 3 A B mũ 3 thôi. Đáng nhẽ đây là nhân với 1, nhưng mà số 1 không cần thiết. Và sau khi thực hiện xong thì nó trùng với đáp án A. Câu 6 này chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án A. Bây giờ ta đến câu số 7. Kết quả của phép tính 2x cộng 3y nhân với 2x trừ 3y bằng bao nhiêu? Trước hết em thấy đây là một phép nhân hai đa thức. Tuy nhiên, chúng ta không vận dụng quy tắc nhân hai đa thức mà em nhận dạng đây nó là hàng đẳng thức. Đó là A cộng B nhân A trừ B. Vậy thì nó sẽ bằng là A bình trừ đi B bình. Trong đó A đóng vai trò là 2x, B đóng vai trò là 3y. Vậy thì vận dụng hàng đẳng thức vào đây, em sẽ có kết quả sẽ bằng đóng mở ngoặc 2x tất cả bình phương trừ đi đóng mở ngoặc 3y tất cả bình phương. Em chú ý ở đây chúng ta phải có dấu ngoặc. Và các em mở dấu ngoặc ra thì 2x tất cả bình phương bằng 4x bình phương, 3y đóng mở ngoặc tất cả bình phương thì bằng 9y bình phương. Và đối chiếu với các phương án của câu hỏi này, chúng ta thấy câu 7 đáp án đúng là đáp án A. Bây giờ ta đến câu số 8. Đề bài yêu cầu là tìm x biết. Ở đây chúng ta có phép tính là x nhân với x cộng 1 trừ đi x bình cộng 8 bằng 0. Để chọn được ra phương án đúng thì đầu tiên em đi thực hiện cái phép tính này ra ngoài giấy nháp. Cái chỗ này em sẽ thực hiện mở dấu ngoặc bằng quy tắc là nhân đơn thức với đa thức. X nhân x là x bình phương. X nhân với cộng 1 là bằng cộng x. Còn hai cái hạng tử này thì em hạ xuống. Sau đó em thu gọn vế bên trái. X mũ 2 trừ x mũ 2 bằng 0. Như vậy vế trái chúng ta còn là x cộng 8. Và đến đây thì em có được là x cộng 8 bằng 0. Thì chúng ta sẽ có là x sẽ bằng âm 8. Và trong câu này đáp án đúng là đáp án D. Ta đến câu số 9. Điền vào chỗ trống sau đây để có hàng đẳng thức đúng. Đóng mở ngoặc A trừ đi 3B tất cả bình phương trừ đi A bình bằng A bình trừ đi 6AB cộng với 3 chấm. Thì các em thực hiện cái điều này ra ngoài giấy nháp. Đơn giản là em đi khai triển cái hàng đẳng thức này ra. Đây chính là hàng đẳng thức bình phương của một hiệu. Biểu thức thứ nhất là bằng A, biểu thức thứ hai là bằng 3B. Vậy thì theo như hàng đẳng thức chúng ta có, bình phương của một hiệu sẽ bằng bình phương của biểu thức thứ nhất trừ đi 2 nhân với biểu thức thứ nhất là nhân với A, nhân biểu thức thứ hai là nhân với 3B, cộng với bình phương của biểu thức số 2, tức là cộng với 3B, đóng mở ngoặc tất cả bình phương. Em chú ý, do ở đây nó có cái lũy thừa cho nên ở đây em phải có dấu ngoặc. Và cái điều chúng ta quan tâm là cái hạng tử cuối cùng này. Như vậy 3B đóng mở ngoặc tất cả bình phương thì bằng 9B bình phương. Và như vậy cái chỗ trống này chúng ta sẽ điền vào đây là 9B bình phương. Thì trong câu 9 này ta chọn đáp án đúng là đáp án B. Bây giờ em đến câu số 10. Điền vào chỗ trống sau đây để có hàng đẳng thức đúng. Đây là x bình phương trừ đi 3 chấm bằng đóng mở ngoặc x trừ đi 4y bình phương nhân với đóng mở ngoặc x cộng 4y bình phương. Thì điều đầu tiên là các em đọc vào cái biểu thức này. Em thấy cái vế bên phải này, nó chính là hàng đẳng thức. Chỗ này là A trừ B nhân với A cộng B. A trừ B nhân A cộng B. Trong đó A đóng vai trò là x, B đóng vai trò là 4y mũ 2. Vậy thì đây chính là hàng đẳng thức hiệu của hai bình phương. Và chúng ta sẽ khai triển đây là bằng
A bình phương, tức là bằng x bình phương, trừ đi B bình phương, tức là trừ đi, đóng mở ngoặc 4y bình phương, sau đó có bình phương bên ngoài. Các em lưu ý, B của chúng ta đóng vai trò là 4y bình phương. Và đây có số mũ, cho nên em phải đóng mở ngoặc cái chỗ này vào. Bây giờ em khai triển ra 4y bình phương, rồi tất cả bình phương, thì 4 bình phương là bằng 16. Y mũ 2, rồi lại mũ 2, thì đây chính là quy tắc lũy thừa của lũy thừa. Em giữ nguyên phần cơ số, còn phần số mũ này em nhân vào với nhau, 2 x 2 bằng 4. Và cái điều mà chúng ta quan tâm chính là cái hạng tử này, x bình phương này trừ đi 16 y mũ 4, nó chính là cái phần vế bên trái này. Như vậy cái chỗ trống này chúng ta sẽ điền vào đây là 16 y mũ 4. Và như vậy ở trong câu 10 này chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án D. Bây giờ tiếp tục đến phần số 2, tự luận. Bài 1, thực hiện phép tính. Ở bài này chúng ta cũng có hai phép nhân. Phép nhân ở phần A là nhân một đơn thức với một đa thức. Phép nhân ở phần B là chúng ta có phép nhân đa thức với đa thức. Trong đó, cái dấu ngoặc đầu tiên này, đây là một hạng đẳng thức bình phương của một hiệu. Hai cái dấu ngoặc phía sau này, em có thể hiểu đó là quy tắc nhân đa thức với đa thức, hoặc là chúng ta có thể vận dụng hạng đẳng thức A cộng B nhân A trừ B. Đó là hiệu của hai bình phương. Bây giờ chúng ta đi thực hiện từng phần một. Đầu tiên là phần A. Ở phần A em sẽ đi thực hiện, em lấy cái đơn thức ở bên ngoài dấu ngoặc, chúng ta nhân với từng đơn thức bên trong dấu ngoặc. Đầu tiên em xác định cái dấu của nó. Đây là dấu âm và đây là dấu dương. Thì âm nhân với dương kết quả sẽ mang là dấu âm. Và bây giờ chúng ta sẽ nhân, em lấy phần hệ số nhân với nhau và phần biến giống nhau nhân với nhau. 2 x 3 là 6. X mũ 2 nhân x mũ 3 bằng x mũ 5. Y nhân y mũ 3. Y nhân với y mũ 2 chúng ta được là y mũ 3. Tiếp theo, ở đây là dấu trừ. Đây là dấu trừ. Như vậy hai cái dấu âm nhân với nhau kết quả chỗ này sẽ mang là dấu cộng. Và chúng ta bắt đầu thực hiện phép nhân. Ở đây là hệ số là 2, thì em viết số 2 vào đây. X mũ 2 nhân x mũ 2 được x mũ 4. Y nhân với y mũ 2 chúng ta được là y mũ 3. Và đến phép nhân cuối cùng. Đây là âm và đây là dương, kết quả sẽ mang dấu âm. 2 nhân với 4 bằng 8. X mũ 2 nhân x được x mũ 3. Y nhân y mũ 3 chúng ta được y mũ 4. Và như vậy đây chính là kết quả của phần đầu tiên. Bây giờ em đến phần thứ hai. Cái dấu ngoặc đầu tiên, đây là hạng đẳng thức bình phương của một hiệu. A trừ B, tất cả bình phương. Trong đó A đóng vai trò là 2x, B đóng vai trò là số 5. Vậy thì áp dụng hạng đẳng thức chúng ta sẽ có bằng, chỗ này là A bình phương, tức là 2x đóng mở ngoặc tất cả bình phương, trừ đi 2 nhân với A là 2 nhân 2x nhân với 5, cộng với B bình phương là cộng với 5 bình phương. Như vậy cái dấu ngoặc đầu tiên chúng ta khai triển xong. Đến dấu ngoặc thứ hai, thì cái đầu tiên là cái số 4 này, chúng ta để nguyên và chúng ta sẽ nhân hai dấu ngoặc này vào trước. Ở đây nó là hạng đẳng thức A cộng B nhân A trừ B, hiệu của hai bình phương. Chúng ta sẽ bằng là x bình phương trừ đi 3 bình phương. Và bây giờ em sẽ đi rút gọn đi. Chỗ này là 2x tất cả bình phương thì bằng 4x bình phương. Ở đây là 2 nhân 2 là 4, nhân với 5 là bằng 20. X chúng ta đặt xuống, 5 mũ 2 bằng 25. Còn ở đây thì em sẽ thực hiện phép nhân. Em nhân cái số âm 4 này vào bên trong. Như vậy là đây là âm 4 nhân x bình phương là âm 4x bình phương. Cái chỗ bên trong này 3 mũ 2 thì chúng ta hiểu đây là số 9. Như vậy ở đây là âm 4 nhân với âm 9 thì bằng dương 36. Các em chú ý cái chỗ này, cái dấu của nó, đây là âm, đây là dấu âm, kết quả đem mang dấu dương. Và bây giờ thì em đi rút gọn đi. 4x bình phương trừ 4x bình phương bằng 0. Ở đây là âm 20x, em đặt xuống âm 20x. 25 cộng với 36
ta được kết quả là bằng 61. Như vậy đáp số của phần B chúng ta được đáp số là bằng âm 20x cộng 61. Bây giờ ta tiếp tục đến bài số 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Phần A. Ở đây chúng ta có một đa thức. Thì việc đầu tiên chúng ta phải ưu tiên cái phương pháp số 1 là phương pháp nhóm nhân tử chung. Thế thì ở cái phần này, trước hết là các em thấy chúng ta có thể sử dụng phương pháp nhóm nhân tử chung. Em nhìn cái phần hệ số, đây là số 15, đây là số 10 và đây là số 20. Thì ước chung lớn nhất của ba số đó là 5, cho nên chúng ta nhóm được ra số 5. Bây giờ đến phần biến. Ở đây là x mũ 2, đây là x mũ 1, đây là x mũ 3. Như vậy thì cái mũ nhỏ nhất, tức là x chúng ta nhóm ra bên ngoài. Và tóm lại đến đây chúng ta có nhân tử chung là 5x. Sau đó em thực hiện đóng mở ngoặc. Bây giờ ở bên trong dấu ngoặc chúng ta tính như sau. 15x bình phương em chia cho 5x thì bên trong chúng ta còn là 3x. Dấu cộng này em hạ xuống. Ở đây là 10x em chia cho 5x chúng ta còn là 2. Dấu trừ này em đặt xuống. 20x mũ 3 em chia cho 5x thì em được là 4x mũ 2. Bây giờ em đến phần B. Chúng ta có cái đa thức này. Thì đầu tiên các em nhận thấy cái dấu ngoặc này là x trừ y. Và trong khi đó dấu ngoặc này là y trừ x. Như vậy đây là hai biểu thức đối nhau. Cho nên là chúng ta sẽ biến đổi y trừ x trở thành x trừ y. Và cái dấu đằng trước này chúng ta phải đổi, ở đây là dấu trừ thì em đổi thành dấu cộng. Đó là bước đầu tiên. Đến bước thứ hai, chúng ta bắt đầu thực hiện nhóm nhân tử chung. Thì ở đây em thấy là 10 và đây là 8. Ước chung lớn nhất của nó là 2, cho nên em nhóm được ra số 2. Sau đó bây giờ đến phần biến thì em nhận thấy cả cái dấu ngoặc x trừ y này nó chính là nhân tử chung. Em đặt cả cái dấu ngoặc này ra bên ngoài. Và đến đây thì em thấy là chúng ta có nhân tử chung là 2 nhân x trừ y. Bây giờ em đóng mở ngoặc vào. Thì ở đây 10x em chia cho 2, chúng ta còn lại là 5x bên trong dấu ngoặc. Còn cái chỗ này x trừ y em lấy ra bên ngoài em đặt rồi, thì bên trong là nó không còn x trừ y nữa. Dấu cộng là em hạ xuống. Ở đây là 4. Ở đây là 8y này. 8y chúng ta chia cho 2, bên trong sẽ còn là 4y. Và x trừ y em đặt ra bên ngoài thì trong đây chúng ta không còn x trừ y nữa. Như vậy đây chính là đáp số sau khi chúng ta thực hiện phân tích đa thức thành nhân tử. Bây giờ em đến phần C. Ở phần C này thì đầu tiên chúng ta quan sát các hạng tử từ đầu cho đến cuối. Em thấy chúng ta sẽ đi kết hợp hạng tử đầu tiên với hạng tử cuối cùng. Ta kết hợp hai hạng tử này thành một nhóm. Hai hạng tử còn lại chúng ta kết hợp thành một nhóm. Như vậy chúng ta sẽ viết x mũ 3 cộng 27, viết cho chúng gần vào nhau. Hai hạng tử cuối cùng chúng ta để phía dưới này. Thì ở đây nó có x mũ 3, cho nên cái số 27 này em sẽ phân tích thành 3 mũ 3. Còn hai hạng tử cuối cùng thì em nhận thấy chỗ này là số 4, chỗ này là số 12. Như vậy ước chung lớn nhất của nó là 4, thì em nhóm được ra số 4. Ở đây là x mũ 2, đây là x, em nhóm được ra là x. Như vậy chúng ta có nhân tử chung ở đây là 4x. Và đằng trước dấu ngoặc chúng ta có dấu trừ. Thì khi em đóng mở ngoặc, cái dấu bên trong này chúng ta phải đổi. Ở dòng trên này, dấu chỗ này là trừ, thì xuống tới đây em đổi thành dấu cộng. Và bây giờ cái phần bên trong dấu ngoặc chúng ta tính toán như sau. Chỗ này ta lấy là 4x bình phương, em chia cho 4x bên ngoài, bên trong chúng ta còn là x. Ở đây là 12x, em chia cho 4x, bên trong chúng ta còn là 3. Bây giờ tiếp tục chúng ta thực hiện hai cái hạng tử đầu tiên này, x mũ 3 cộng y mũ 3. Thì đây chính là hàng đẳng thức tổng của hai lập phương.
A mũ 3 cộng B mũ 3, trong đó A đóng vai trò là x, B là số 3. Vậy thì áp dụng công thức của hàng đẳng thức tổng của hai lập phương, chúng ta sẽ đưa kết quả này về thành tổng của hai biểu thức nhân với bình phương thiếu của hiệu hai biểu thức. Và cụ thể chúng ta sẽ có x mũ 3 cộng y mũ 3 sẽ bằng đóng mở ngoặc x cộng 3 nhân với x bình phương trừ đi 3 nhân x là bằng 3x cộng với 3 bình phương là bằng 9. Còn cái đoạn sau này chúng ta hạ nó xuống. Thì đến đây em nhận thấy chúng ta sẽ tiếp tục có nhân tử chung. Đó là cả cái dấu ngoặc x cộng 3 này là nhân tử chung. Thì em đặt ra bên ngoài và ta đóng mở ngoặc. Cái phần bên trong thì ở đây em đặt ra ngoài x cộng 3 rồi, thì bên trong sẽ còn lại x bình trừ 3x cộng 9 em đặt xuống. Dấu trừ này em hạ xuống. Ở đây em lấy ra ngoài x cộng 3 rồi, thì ở đây em còn lại là 4x. Và đến bước cuối cùng, em sẽ thực hiện thu gọn bên trong cái dấu ngoặc đơn này. Ở đây là trừ 3x, đây là trừ 4x, chúng ta được là trừ 7x cộng 9 em đặt xuống. Và ở trong cái dấu ngoặc này chúng ta có đa thức bậc 2 x bình trừ đi 7x cộng 9. Chúng ta sẽ thực hiện phân tích đa thức này thành nhân tử bằng một trong hai cách. Cách 1 là chúng ta ép hàng đẳng thức. Cách 2 là chúng ta tách cái hạng tử ở giữa. Thì em thấy đối bài này cả hai cách chúng ta đều không làm được. Tức là đây chính là đáp số cuối cùng sau khi chúng ta thực hiện phân tích đa thức thành nhân tử ở cái phần C này. Bây giờ chúng ta chuyển đến bài số 3. Tìm x biết, chúng ta có hai phần. Phần A, x bình cộng 3x bằng 0. Thì ở cái vế trái này, x bình cộng 3x, chúng ta có nhân tử chung là x, em đặt ra bên ngoài. Thì bên trong chúng ta sẽ còn là x cộng 3. Và ở đây, em thấy nó có hình dạng đó là hai biểu thức nhân với nhau bằng 0. Thì nó xảy ra khi hoặc biểu thức thứ nhất bằng 0 hoặc biểu thức thứ hai bằng 0. Tức là chúng ta có x bằng 0 hoặc x cộng 3 bằng 0. Và tương ứng ở đây thì em sẽ tìm được ra x cộng 3 bằng 0, x bằng âm 3. Và cuối cùng em kết luận và x bằng 0 hoặc x bằng âm 3. Ta đến phần C. X bình cộng 5x bằng 6. Ở cái phần C này, việc đầu tiên là em sẽ thực hiện chuyển vế. Em chuyển cái số 6 này sang vế bên trái, chúng ta đổi dấu thành trừ 6. Và vế bên trái chúng ta có một cái đa thức bậc 2. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phân tích cái đa thức bậc 2 ở vế bên trái này thành nhân tử. Thì các em biết đến đây chúng ta có hai cách để phân tích. Cách 1 là các em ép theo hàng đẳng thức. Cách thứ hai là em sử dụng phương pháp là tách hệ số, tách hạng tử, chúng ta tách cái hạng tử ở giữa này. Vậy thì ở trong cái hướng dẫn này, thầy sẽ thực hiện theo một cách thôi, đó là cách tách hạng tử. Các em có thể tự thực hiện ra dễ nháp các em theo phương pháp ép hàng đẳng thức nếu các em muốn. Thì bây giờ chúng ta tách hạng tử như sau. Trước hết là cái phần hệ số. Hệ số đầu tiên là 1, hệ số cuối cùng là âm 6. Vậy thì chúng ta có phép tính là 1 nhân với âm 6 là bằng âm 6. Thì cái hệ số ở giữa này, số 5, chúng ta phải tách thành hai số cộng với nhau, sao cho hai số đó nhân với nhau cũng bằng âm 6. Vậy thì em sẽ phải tách cái số 5 này thành số 6 trừ đi 1. Thì 6 trừ 1 vẫn bằng 5. Ngoài ra chúng ta thấy 6 nhân với âm 1 nó bằng âm 6. Và em tách được bước này thành công thì chúng ta sẽ phân tích được thành nhân tử ở vế bên trái. Bây giờ cứ hai hạng tử đầu tiên chúng ta kết hợp với nhau, hai hạng tử cuối cùng kết hợp với nhau, chúng ta sẽ phân tích được thành nhân tử. Hai hạng tử đầu tiên đây, chúng ta thấy ở đây là x mũ 2, đây là x mũ 1. Chúng ta có x mũ 1 làm nhân tử chung, em đóng bỏ ngoặc vào. X mũ 2 em chia cho x, bên trong lại còn x, dấu cộng để đặt xuống. 6x em chia cho x, bên trong còn 6. Hai hạng tử về sau, chúng ta đặt dấu trừ để bên ngoài. Thì bên trong dấu ngoặc em sẽ đổi dấu. Ở đây là dấu trừ, em đổi cái dấu này thành dấu cộng. Thì sau khi phân tích đến đây rồi, em thấy chúng ta lại tiếp tục có nhân tử chung. Đó là cả cái dấu ngoặc
x cộng 6 này, nó là nhân tử chung. Em đặt ra bên ngoài và em đóng một ngoặc. Ở đây chúng ta lấy đi x cộng 6 rồi, bên trong dấu ngoặc còn lại chữ x. Ở đây em lấy đi x cộng 6 rồi, bên trong nó còn số trừ 1. Và ở đây biểu thức chúng ta thu được, nó có dạng đó là hai biểu thức nhân với nhau bằng 0. Thì nó xảy ra khi một trong hai biểu thức bằng 0. Tức là chúng ta có x cộng 6 là biểu thức thứ nhất bằng 0, hoặc x trừ 1 là biểu thức thứ hai bằng 0. Và đến đây tương ứng em sẽ tìm ra đây là x sẽ bằng âm 6, còn đây là x bằng 1. Và cuối cùng là chúng ta kết luận và x bằng âm 6 hoặc x bằng 1. Bây giờ em đến bài số 4. Thực hiện phép chia sau. Ở đây em có phép chia đa thức một biến đã sắp xếp. Hai đa thức này đều đã thu gọn và đã được sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến. Bây giờ chúng ta thực hiện phép chia bằng cách chúng ta kẻ cột ra chúng ta chia. Đầu tiên chúng ta lấy cái hạng tử đầu tiên là hạng tử có số mũ cao nhất này, chúng ta chia tương ứng cho hạng tử có số mũ cao nhất bên này. Tức là 2x mũ 3 em chia cho x mũ 2, chúng ta được là 2x. Và em lấy 2x này, em nhân ngược trở lại. 2x nhân x bình phương thì đương nhiên chỗ này nó bằng 2x mũ 3, nó giống như ở trên. 2x nhân với 2x chúng ta được là dương 4x bình phương. Thì khi các em viết, chúng ta viết thẳng cột các cái hạng tử đồng dạng, viết thẳng cột với nhau. Em đặt dấu trừ ở giữa và chúng ta lấy thước gạch chân cái phép tính này. Hai hạng tử đầu tiên trừ cho nhau bao giờ cũng ra bằng 0 rồi. Đến hạng tử thứ hai, ở đây là trừ đi x mũ 2. Ở đây là dấu trừ. Thì em đọc như sau. Trừ x mũ 2 trừ đi 4x mũ 2. Như vậy là trừ 1 trừ 4. Ta có là trừ 5 x mũ 2. Còn hai hạng tử này thì phía bên dưới này nó bỏ trống, cho nên chúng ta đặt cái này xuống bên dưới. Em lại tiếp tục thực hiện như vừa rồi. Trừ 5x bình phương, em chia cho x bình phương, chúng ta được là trừ 5. Bây giờ nhân ngược trở lại lên. Trừ 5 nhân x bình phương thì bằng trừ 5x bình phương. Trừ 5 nhân với cộng 2x là bằng trừ 10x. Chúng ta đặt thẳng cột các cái hạng tử đồng dạng. Em đặt dấu trừ ở giữa và chúng ta lấy thước gạch chân. Bây giờ chúng ta thực hiện lấy dòng bên trên trừ cho dòng bên dưới. Hai cái hạng tử này trừ cho nhau bao giờ cũng bằng 0. Ở đây trừ đi x trừ đi trừ 10x thì em chú ý ở đây có hai dấu trừ, nó sẽ trở thành dấu cộng. Tức là chúng ta đọc như sau: x cộng với 10x chúng ta được là cộng 9x. Em chú ý chỗ này nhé. Đây là trừ x, trừ x cộng với 10x thì được là cộng 9x, bởi vì là âm 1 cộng 10 là bằng dương 9. Còn ở đây số cộng 1 thì ở đây là trống, em đặt xuống. Thì sau khi thực hiện đến đây rồi, em thấy cái số mũ đây là mũ 1, mà trong khi đó đây là mũ 2. Tức là phép chia chúng ta không thực hiện được nữa. Và đây chính là cái phần dư sau khi chúng ta thực hiện phép chia. Và trong tình huống này là chúng ta thực hiện đa thức và chúng ta có một phép chia là phép chia có dư. Vậy chúng ta sẽ viết như sau. Cái đa thức này nó sẽ bằng hai cái đa thức này nhân với nhau và cộng với cái phần dư em viết về phía sau. Bây giờ chúng ta chuyển đến bài số 5. Bài này có hai phần. Phần A, đề bài cho là x cộng y bằng 9 và x nhân y bằng 14. Yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức x mũ 4 cộng y mũ 4. Chúng ta đi giải quyết phần này trước. Thì ở đây người ta cho chúng ta một tổng, một tích của hai biểu thức và yêu cầu chúng ta tính là x mũ 4 cộng y mũ 4. Thì cái xuất phát điểm ở đây em thấy là x cộng y bằng 9, cho nên chúng ta mới nghĩ đến cái việc chúng ta sử dụng hạng đẳng thức. Đó là bình phương một tổng. Thì đầu tiên chúng ta xét cái hạng đẳng thức x cộng y tất cả bình phương. Nó bằng x bình cộng 2y cộng y bình phương. Và đến đây thì em sẽ biến đổi một chút như sau. Em sẽ suy ra là x bình cộng y bình. Chúng ta chuyển về x bình cộng y bình này. Nó đóng vai trò như là số hạng chưa biết thì sẽ bằng là tổng trừ đi số hạng đã biết. Tức là chúng ta có x bình cộng y bình. Nó thành một nhóm sẽ bằng là cả cái x cộng y bình phương này trừ đi 2xy.
Và đến đây em sẽ tạm thời thay số vào. X cộng y em thay bằng 9. Như vậy ở đây chúng ta có 9 bình phương. X nhân y em thay bằng 14. Như vậy chúng ta có đây là 2 x 14. Và em tính cái kết quả này ra chúng ta được 53. Như vậy là ở cái dòng thứ hai này, trong quá trình chúng ta làm bài, ta xuất phát điểm từ một cái hằng đẳng thức bình phương của một tổng. Sau đó chúng ta suy ra là tổng của hai bình phương. Tổng của hai bình phương sẽ bằng là bình phương một tổng trừ đi hai lần tích của hai biểu thức đó. Cái chỗ này. Thì từ cái biểu thức này, cứ đâu là x em thay bằng x bình phương, cứ đâu là y ta thay bằng y bình phương vào, thì chúng ta sẽ có một biểu thức tương tự với nó như sau. Ở đây là x em bỏ đi, chúng ta thay bằng x bình phương, thì chúng ta có chỗ này là x bình phương mũ 2. Ở đây là y em bỏ đi, em thay bằng y bình phương, thì chúng ta có là cộng y bình phương mũ 2. Ở đây x cộng y thì chúng ta thay x bằng x bình phương, chúng ta có x bình. Đây thay y bằng y bình phương, chúng ta có là y bình này. Tức là chúng ta có x bình cộng y bình tất cả mũ 2. Trừ đi 2 nhân x nhân y. X em thay bằng x bình phương, chúng ta có 2 nhân x bình phương và nhân với đây y bình phương. Và đến đây thì các em sẽ thực hiện cái chỗ này, x bình nhân y bình, thì thực chất nó chính là x nhân y đóng bằng ngoặc tất cả mũ 2 bên ngoài. Bây giờ em sẽ đi thay số xuống. Chỗ này x mũ 2 giờ lại mũ 2, tức là chúng ta có công thức là lũy thừa của lũy thừa, thì phần cơ số chúng ta giữ nguyên, còn số mũ chúng ta nhân vào với nhau. Thì ở đây x mũ 2 giờ lại mũ 2 bằng x mũ 4. Ở đây chúng tương tự như vậy, chúng ta có y mũ 4. Và đây em thay xuống x bình cộng y bình, thì ở đây chúng ta vừa tính được rồi, nó bằng 53 này. Em thay xuống đây bằng 53 mũ 2. Còn ở đây là x nhân y, để bài cho là 14. Em thay 14 xuống, thì chúng ta có đây là nhân với 14 mũ 2. Và em lấy máy tính chúng ta thực hiện cái tính toán chỗ này, chúng ta được là 2417. Và cuối cùng chúng ta có đáp số, vậy x mũ 4 cộng y mũ 4 bằng 2417. Như vậy đến đây chúng ta thực hiện xong phần A. Thì qua phần A này em thấy chúng ta có hai cái bước tư duy. Bước 1 là em phải nghĩ như sau. Chúng ta có x mũ 4 cộng y mũ 4, mà đây đề bài cho là x cộng y, x nhân y. Thì việc đầu tiên các em phải xuất phát từ hằng đẳng thức bình phương của một tổng, để em làm cho nó xuất hiện x mũ 2, y mũ 2 trước. Sau đó từ cái x mũ 2 cộng y mũ 2 này, chúng ta sẽ áp dụng tương tự, chúng ta nâng lên, chúng ta có x mũ 4 cộng y mũ 4. Và các em thấy rằng từ cái hằng đẳng thức bình phương một tổng này, chúng ta suy ra một hằng đẳng thức mới, đó là tổng của hai bình phương. Nó sẽ bằng bình phương của một tổng trừ đi hai lần tích của hai biểu thức đó. Thì từ cái hằng đẳng thức này chúng ta sẽ áp dụng, chúng ta sẽ có được cái kết quả này. Cứ ở đâu là x chúng ta thay bằng x bình phương, y chúng ta thay bằng y bình phương, thì chúng ta có cái hằng đẳng thức mới như thế này. Và em biến đổi, ở đây em sẽ xuất hiện là x mũ 4, đây xuất hiện là y mũ 4, chúng ta thay số vào. Và trong quá trình thay số thì có một cái chỗ này là x bình cộng y bình, chúng ta lấy kết quả từ cái phần chúng ta vừa mới thực hiện đây, chúng ta thay số. Và cái đây thì em lấy từ giả thiết, em thay xuống. Và cái phần này thì các em đặc biệt chú ý giáo cái phương pháp làm, là chúng ta thực hiện qua hai bước như vậy. Bây giờ em đến phần thứ hai, phần B, phân tích cái đa thức sau thành nhân tử. X mũ 3 cộng y mũ 3 cộng z mũ 3 trừ đi 3 xyz. Thì ở đây em thấy là nó có cái đại lượng là x mũ 3 cộng y mũ 3. Nó giúp chúng ta liên hệ đến cái hằng đẳng thức là lập phương của một tổng. Như vậy thì đầu tiên, bây giờ làm bài. Cái bài này nó có cái tư duy gần giống như phần A. Các em nhìn lại phần A này. Phần A, chúng ta phải xuất hiện hằng đẳng thức là tổng của hai bình phương, thì chúng ta đi từ cái hằng đẳng thức là bình phương của một tổng. Còn ở đây, chúng ta có hằng đẳng thức là tổng của hai lập phương, thì chúng ta không sử dụng cái hằng đẳng thức gốc mà chúng ta học ở trong chương trình. Chúng ta phải xuất phát từ cái hằng đẳng thức là lập phương một tổng, chúng ta suy ra. Cho nên ở đây chúng ta xuất phát từ hằng đẳng thức lập phương của một tổng, x cộng y tất cả mũ 3.
Thì ở đây chính là cái công thức mà chúng ta đã học, x mũ 3 cộng 3x bình y cộng 3xy bình phương cộng y mũ 3. Và ở đây thì em sẽ giao hoán với bên phải đi, x mũ 3 cộng y mũ 3 chúng ta cho đứng thành một nhóm. Hai cái hạng thử ở giữa này thì em thấy là chúng ta có nhân tử chung là số 3. Và ở đây là x mũ 2, đây là x thì có nhân tử chung là x. Chỗ này là y, đây là y mũ 2 có nhân tử chung là y. Như vậy hai hạng thử này chúng ta có nhân tử chung là 3xy. Đóng bằng ngoặc vào, bên trong chúng ta còn là x cộng y. Đến đây em coi cả cái x mũ 3 cộng y mũ 3 là một đại lượng thì nó sẽ bằng x cộng y tất cả mũ 3 trừ đi cho 3xy nhân x cộng y. Tức là cái cụm này này, nó sẽ bằng cái vế bên trái này trừ đi cái biểu thức này. Và đây chúng ta sẽ có được một hàng đẳng thức, đó là tổng của hai lập phương. Và hàng đẳng thức này nó khác với cái hàng đẳng thức gốc mà chúng ta học ở trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái biểu thức của đề bài cho x mũ 3 cộng y mũ 3 cộng z mũ 3 trừ đi 3xyz. Thì cái chỗ này là x mũ 3 cộng y mũ 3. Em sẽ thay kết quả chúng ta vừa biến đổi này xuống đây. Còn hai cái biểu thức về sau này chúng ta đặt xuống. Đến đây em sẽ đi kết hợp cái biểu thức đầu tiên này, biểu thức này với cái biểu thức này, tức là x cộng y tất cả mũ 3. Em kết hợp với biểu thức là cộng z mũ 3 cho hai cái biểu thức này đi gần vào với nhau. Còn hai cái biểu thức cuối cùng chúng ta viết gần vào với nhau, bởi vì là những cái biểu thức này hình dạng của nó giống nhau. Biểu thức này hình dạng giống nhau thì chúng ta cho nó gần với nhau. Em thấy đây có số 3, đây có số 3. Chỗ này là mũ 3, chỗ này là mũ 3. Cho nên chúng ta đưa cho chúng những biểu thức mà nó có hình dạng giống nhau, chúng ta gom chúng lại để chúng ta thực hiện. Thì ở đây cái biểu thức mà thầy giáo gạch chân màu đỏ này thì nó chính là hàng đẳng thức tổng của hai lập phương A mũ 3 cộng B mũ 3. Trong đó A đóng vai trò là x cộng y, còn B đóng vai trò là z. Thì áp dụng hàng đẳng thức tổng của hai lập phương chúng ta sẽ bằng tổng hai biểu thức nhân với bình phương thiếu của hiệu hai biểu thức. Còn hai cái biểu thức phía sau này thì em nhận thấy chúng ta có nhân tử chung, đó là 3xy. Chỗ này là 3xy này, chúng ta nhóm bên ngoài. Thì khi nhóm mà đằng trước đây là dấu trừ thì bên trong em sẽ phải đổi dấu. Tức là ở đây là dấu trừ thì xuống chỗ này sẽ là dấu cộng. Ở đây em nhóm ra ngoài là 3xy thì bên trong chúng ta còn là x cộng y. Ở đây chúng ta nhóm là 3xy, ở đây chúng ta còn z. Và dấu này chúng ta vừa đổi đi rồi, từ dấu trừ thành dấu cộng. Sau khi thực hiện đến đây em thấy chúng ta lại có nhân tử chung, đó là x cộng y cộng z. X cộng y cộng z đây chính là nhân tử chung em đặt ra bên ngoài. Bên trong em đóng bằng ngoặc. Thì ở đây chúng ta đặt ra ngoài là x cộng y cộng z rồi, thì bên trong còn lại toàn bộ cái biểu thức này. Toàn bộ cái này em viết xuống đây. Chỗ này chúng ta lấy ra ngoài x cộng y cộng z rồi, thì bên trong chỗ này là còn là 3xy. Em đặt xuống, dấu trừ là em để nguyên. Và cuối cùng thì đến đây em chỉ cần em tính toán ở trong cái dấu ngoặc vuông này ra là chúng ta có đáp số. Ở đây em khai triển hàng đẳng thức bình phương một tổng ra, nó sẽ được cái đoạn này. Còn ở đây thì em thực hiện phép nhân đơn thức với đa thức. Chúng ta lấy cái z này bên ngoài, ta nhân với x, chúng ta được là xz, đây là dấu trừ này. Z nhân với y, ta được là yz, ở đây dấu trừ, em đổi dấu đi. Còn hai cái hạng tử là em viết xuống. Và em rút gọn đi. Ở đây là x bình cộng y bình cộng z bình. Sau đó ở đây 2xy trừ cho 3xy, chúng ta được là trừ đi xy. Đây là trừ xz đặt xuống, trừ yz ta đặt xuống. Và đây chính là kết quả cuối cùng sau khi chúng ta thực hiện phân tích đa thức thành nhân tử. Như vậy qua cái phần B này em thấy chúng ta đã sử dụng một kỹ thuật, đó là chúng ta suy ra có một cái hàng đẳng thức tổng của hai lập phương. Chúng ta sử dụng từ cái hàng đẳng thức ban đầu, đó là lập phương của một tổng, để chúng ta suy ra nó. Thì các em thấy cái hàng đẳng thức này nó khác với cái hàng đẳng thức mà chúng ta học ở trên lớp.
Đó là ở trên lớp chúng ta học là tổng của hai lập phương nó sẽ bằng là tổng nhân với bình phương thiếu của hiệu hai bổ thức. Thì ở đây chúng ta có được kết quả này suy ra từ hằng đẳng thức gốc ban đầu x cộng y tất cả mũ 3 nó sẽ bằng liên quan đến này, ở đây là tổng này và đây là tích của các biểu thức. Và các cái kỹ thuật biến đổi như thế này sau này lên lớp 9 chúng ta học về cái phần đại số lớp 9. Cái phần cuối của học kỳ 2 chúng ta sẽ sử dụng đến các cái kỹ thuật mà sử dụng cái hằng đẳng thức. Đó là tổng của hai bình phương hoặc là tổng của hai lập phương, chúng ta đều sử dụng theo những cái cách như thế này. Đây. Các em lưu ý em ghi nhớ cái phương pháp giải như thế này cho thầy. Và mỗi một cái đề chúng ta thi thử như thế này, những cái bài cuối cùng là những bài nâng cao, kiến thức của nó tương đối là khó. Chính vì thế cho nên các em nghe giảng và các em nghe đi nghe lại, sau đó các em viết ra trong vở, các em suy ngẫm để chúng ta thật hiểu những cái bài này, để bao giờ các em làm bài kiểm tra chúng ta đạt điểm cao nhất. Và bây giờ thầy kết thúc cái đề số 3 tại đây.